Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. If you look to the right side of your aircraft, you will notice flight 198 challenging us to a race. I've turned the fasten seatbelt sign back on because shit is about to get real. Để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các nơi xa xôi, thì máy bay là một trong những ưu tiên số 1. Và máy bay là một trong những phương tiện được đánh giá là an toàn nhất, bởi vì bay trên trời một mình, một đường luôn mà. Nhưng các bạn ạ, không có gì là tuyệt đối. Ngoài những phút giây thăng hoa vi vu trên bầu trời, thì ở đó chúng ta có thể bắt gặp vô số điều kỳ lạ, cả ở bên ngoài lẫn bên trong khoang máy bay. Và mình cam đoan với các bạn là các bạn sẽ phải thót tim khi gặp những trường hợp mà mình sẽ kể ở ngay sau đây đấy. Xin chào, mình là Bình Nguyên của Khám phá Tubi. Hãy cùng mình đi tìm hiểu xem những hành khách ngay sau đây họ đã tìm thấy điều kỳ lạ nào khi đang đi máy bay nhé. Thứ nhất, UFO. Hẳn là các bạn sẽ rất kinh ngạc khi đang đi máy bay mà gặp người ngoài hành tinh. Thế nhưng có một anh chàng này tuy không gặp người ngoài hành tinh nhưng đã thấy một vật thể lạ bên ngoài máy bay. Nó di chuyển và trông giống một chiếc UFO, nhưng không phải bay bình thường. Vào tháng 3 năm 2018 khi đang đi máy bay, anh ta đã quay lại đoạn video với chiều dài 45 giây đăng tải trên New York Post với hơn 2 triệu lượt xem. Một số người sau khi xem đã cho rằng đây là một UFO hiện đại hơn các UFO đã từng xuất hiện. Thế nhưng một số người không tin vào sự hiện diện của UFO thì lại cho rằng nó chỉ đơn giản là một chiếc máy bay khác. Chẳng qua là bay vuông góc với mặt phẳng quay của anh ta nên mới thấy giống UFO thôi. Nghe cũng khá hợp lý đấy các bạn nhỉ? Còn theo các bạn thì sao? Thứ hai, chăn khổng lồ. Sẽ như thế nào nếu như bạn thấy một con gì đó không chân trơn tuột trên máy bay nhỉ? Điều đó đã xảy ra với những hành khách trên máy bay từ Úc đến Papua New Guinea vào tháng 1 năm 2013. Họ đã cực sốc khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một chú chăn lủng lẳng ở trên đó. Một phần cơ thể của nó cuốn chặt vào cánh của máy bay, một phần còn lại thì phất phơ trong gió. Các hành khách và phi hành đoàn vô cùng ngạc nhiên về khả năng bám trụ của nó khi mà ở trên cao những 9.144m với vận tốc gió 250 dặm một giờ trong những 1 giờ 50 phút lận. Nó ban đầu ở góc cánh, nhưng cuối cùng lại bị đập không thương tiếc vào thân của máy bay. Tuy nhiên khi chuyến bay kết thúc thì chú chăn đã qua đời. Nó được xác định là một giống chăn bóng dài nhất ở nước Úc. Eo ơi, một ngày nào đó khi đi máy bay, chúng ta sẽ gặp họ hàng của nó ngay trong khoang máy bay thì sao nhỉ? Mới nghĩ thôi mà da gà da vịt đã nổi hết lên rồi đây này. Số 3, cháy rừng. Những năm gần đây, cháy rừng như một thiên tai đe dọa đến sự sống của các sinh vật sống. Các vụ cháy rừng thường trải trên một diện tích rộng và để nhìn rõ được nó thì cần phải đứng ở trên cao. Các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đã có một trải nghiệm thú vị. Khi các lính cứu hỏa đang miệt mài dập lửa trong vụ cháy rừng ở quận Cam, California đã thiêu hủy tận 18 tòa nhà và 23.000 mẫu diện tích rừng. Một hành khách đã ghi lại một đoạn video về vụ cháy này khi tham gia trên chuyến bay. Trong video, có thể thấy các đám khói nâu dày đặc tỏa ra từ vụ cháy rừng. Điều đó cho thấy vụ cháy có quy mô và tàn phá khủng khiếp đến mức như thế nào. Vậy nên, để bảo vệ rừng nguyên sinh của chúng ta, các bạn hãy thận trọng, không mang theo các vật bắt lửa khi đi vào rừng, nhất là vào mùa khô nhé! Thứ tư, tàu con thoi khởi hành. Hãy cùng mình xem một đoạn video về phóng tên lửa trên không nha. Và đây cũng là những gì mà các hành khách trên chuyến bay từ Florida đến White Plains vào năm 2011 được xem trực tiếp. Đây là chiếc tàu con thoi mang sứ mệnh bay vào không gian lần thứ 25 và cũng là lần cuối cùng của tàu vũ trụ này. Như vậy, những hành khách trên chuyến bay đã rất may mắn khi đã có được cái nhìn tổng quan về sự kiện trọng đại này.
Một mục sư thậm chí còn ghi lại toàn cảnh sự kiện này để lưu giữ cho hậu thế được biết về một viễn cảnh chưa từng thấy trước đây. Nếu có sự kiện này lần nữa, mình tình nguyện đăng ký một slot trên chuyến bay nào ngang qua đây. Những điều được phát hiện ở trên có khiến cho các bạn sửng sốt không? Đừng đi đâu nha, bởi vì những điều sau đây còn khiến cho các bạn thêm nhiều điều thú vị hơn nữa đấy. Thứ 5, núi lửa phun trào. Lại thêm một thiên tai nữa được nhìn thấy từ trên máy bay. Núi lửa phun trào là một điều cực kỳ tệ mà không một cơ trưởng nào muốn gặp. Hành khách trên chuyến bay ở Indonesia đã không may mắn khi họ đi qua khu vực đang có sự phun trào của núi lửa. Phi hành đoàn đã cố gắng kết thúc chuyến bay trong êm đẹp và những hành khách đã có một số bức ảnh đẹp về sự phun trào này. Sân bay quốc tế ở Bali đã đóng cửa cả ngày để đảm bảo sự an toàn. Kết quả là hơn 200 chuyến bay đã bị hủy và ảnh hưởng đến 16.000 hành khách. Mặt khác thì không có rủi ro nào liên quan đến hành khách trên chuyến bay đó. Liệu 16.000 hành khách kia có sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để được gặp núi lửa hay không đây? Còn các bạn thì sao? Hãy cho mình thấy ý kiến của các bạn ở phần bình luận phía dưới nhé! Thật là tệ khi nhìn thấy một con gì đó ở bên ngoài máy bay. Chân thôi chưa đủ, vậy con vật tiếp theo sau đây sẽ sao nhỉ? Vị trí thứ 6, rơi. Trên chuyến bay từ Madison, Wisconsin đến Atlanta, các hành khách đã phải hoảng loạn khi có một con rơi bay qua đầu của họ. Không biết là làm cách nào mà con rơi này có thể trà trộn được vào đây, nhưng có lẽ thời gian bảo trì máy bay đủ lâu để cậu bạn đi lạc. Một người đàn ông trên máy bay đã ghi lại một đoạn video về sự hỗn loạn này, để cả những người không đi trên chuyến bay cũng có thể thấy được. Cuối cùng, chú rơi tinh nghịch đã được đưa vào nhà tắm, còn các hành khách thì đã thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh. Tuy là anh bạn này đã được xích lại, nhưng cũng không khỏi khiến cho mọi người lo ngại về sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến khác. Vị trí thứ 7, nhện. Các bạn hãy tưởng tượng khi các bạn đang ngồi trên máy bay và thưởng thức các món ăn được phục vụ ngon tuyệt. Có một cái gì đó ở dưới chân nhung nhúc chuyển động. Nếu là mình thì mình sẽ hét toáng lên cho mà xem. Và đây là điều mà cô gái Kim Da Bro trên chuyến bay từ Putankana đến Mochio. Cô đã nhìn thấy một con nhện với kích thước lớn trên đôi chân của mình. Nhờ sự giúp đỡ của người chồng mà vợ chồng của cô đã bẫy được con nhện vào một chiếc lon sắt. Nhưng không may là con nhện đã tẩu thoát, khiến cho các hành khách và các thành viên và phi hành đoàn nhảy lên ghế trong sự kinh hoàng. May mắn thay là anh bạn nhiều chân này được phát hiện ra ở gần cuối chuyến bay. Chuyến bay hạ cánh an toàn và những con nhện đã được gô cổ lại ngay sau đó, mà không để lại bất kể một tổn hại nào với hành khách. Theo như mình tìm hiểu, có thể những con nhện này đã bị săn và mang lên máy bay vận chuyển bởi một hành khách nào đó, nhưng xui là bị sống mất. Nếu bạn đang tò mò là tại sao họ lại làm như vậy thì mình sẽ bật mí với các bạn. Con vật lắm lông nhiều chân này là một loại pet được rất nhiều người yêu thích đấy. Vì vậy chúng đem lại cho người bán rất nhiều tiền đấy các bạn ạ. Thứ 8, bóng bay. Các bạn chắc là không còn xa lạ gì khi hình ảnh bóng bay được thả trong những ngày lễ khai giảng hay là cuối cấp. Nhưng nó cũng đem lại không ít rắc rối cho các chuyến bay. Nếu xảy ra va chạm, nó sẽ diễn ra hậu quả khá là nguy hiểm. Vào tháng 1 năm 2018, chiếc máy bay số hiệu 560 đã xuất phát từ London, Anh. Các thành viên phi hành đoàn đã phát hiện ra một bó bóng bay đầy màu sắc nằm trên quỹ đạo của chuyến bay, tổng cộng gồm 200 quả ở độ cao 700m. May mắn là anh phi công đã tinh mắt nhìn ra và thoát khỏi va chạm trong tích tắc. Sự kiện này đã khiến cho ban lãnh đạo UK Airlines xếp vào danh sách các chuyến bay đặc biệt. Các bạn nghĩ bóng bay mong manh dễ vỡ nhưng nếu va chạm thật thì hậu quả sẽ còn hơn những gì mà các bạn tưởng đấy. Bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi ít phút để đến với hình ảnh đại diện nhé. Bức ảnh này chụp cánh tay của một người ngồi trên máy bay đang chỉ về một vật thể lạ nào đó bên ngoài cửa sổ. Dù đã căng mắt và zoom sát nó lên rồi mà mình vẫn không nhận ra nó là cái gì. Theo các bạn nghĩ nó là gì? Hãy comment ngay xuống phía dưới để chúng tớ và mọi người cùng biết nhé! Vị trí thứ 9, bọ cạp. Ôi dồi ôi,
lại có thêm một vị khách không mời mà đến nữa. Lần này chúng ta sẽ pha trà rót nước chào đón bạn bọ cạp nhé. Đây là chuyến bay của Alaska Airlines từ Los Angeles. Một người phụ nữ đã bị một con bọ cạp đốt vào tay. Điều này xảy ra khi máy bay chạy trên đường băng và chuyến bay đã phải dừng lại ngay lập tức. Người phụ nữ này đã nhận được sự chăm sóc y tế tuyệt vời. Còn bọ cạp cũng đã được đưa ra khỏi máy bay và chiếc máy bay đã được kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo là không còn kẻ tấn công nào khác. Nhờ sự bình tĩnh của nạn nhân đã giúp cho các hành khách không khỏi bị hoảng loạn. Chuyến bay chỉ bị delay tầm 30 phút. Nếu là bạn trong trường hợp này thì bạn sẽ xử trí ra sao? Mình là mình ngất luôn từ lúc gặp em Trăn rồi đấy. Vừa rồi là một số những phát hiện kỳ lạ mà hành khách đã ghi lại được trên chuyến bay của mình. Và các bạn có gặp phải những điều kỳ lạ khác khi đang đi trên chuyến bay của mình không? Hãy kể cho chúng mình cùng biết và mọi người cùng nghe ở dưới phần video này nha. Đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình để chúng mình có những động lực ra thêm những video hay và ý nghĩa hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.